Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, tuần tới hơn 321.000 trẻ mầm non và học sinh trên toàn tỉnh vẫn chưa thể đến trường học trực tiếp. Nguyên nhân là do các cơ sở giáo dục chưa đảm bảo yêu cầu cần thiết về tiêm vaccine phòng dịch cho giáo viên, theo quy định. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có hơn 16.000 giáo viên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có 20% giáo viên bậc mầm non tiểu học trung học cơ sở. 60% giáo viên bậc trung học phổ thông đã được tiêm mũi 2, nhưng đa số chưa đủ 14 ngày theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Như vậy, ngoài khối lớp 1 vẫn đang kết hợp hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, thì học sinh các khối còn lại sẽ tiếp tục học trực tuyến tại nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo Hương Yên đã có văn bản số 1916 yêu cầu các nhà trường chỉ triển khai học trực tiếp khi đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết, nhưng phải bố trí giờ học, giờ ra chơi, giờ ăn bán chú lệch nhau không tổ chức các hoạt động tập trung đông người và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định